Rồi, chào chú Đen ơi. Rồi, chào chú Toàn ơi. Dạ Đen cũng mến chào quý cô chú và anh chị em trong và ngoài nước. Thì năm mới Đen cũng xin mến chúc quý cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe và luôn luôn làm ăn phát tài. Thì hôm nay trở lại cái vườn mai Sùng Lung Singapore nhà của Đen cô chú anh chị ơi. Thì hôm nay em cháu có lên đầu tiên là một cặp mai hình thú của mai giảo nha cô chú anh chị. Cặp hình thú này là của mai giảo chứ không phải là của Sùng Singapore ha. Cho địa chỉ và số điện thoại luôn cho Đen ơi. Dạ, cái địa chỉ của em cháu thì ấp Thạnh Hưng 1, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Còn số điện thoại thì 0367447129 cũng là số Zalo của chú anh chị ơi. Cái này chỉ có nụ rồi, vì mình chỉ lặt lá chơi Tết nha quý cô chú anh chị. Dạ. Và Toàn xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã ủng hộ cho chú Đen những clip vừa qua. Và Toàn rất mong quý cô chú anh chị và bạn mình ủng hộ cho chú Đen clip tiếp theo ạ. Và Toàn xin chân thành cảm ơn rất là nhiều ha. Thì cây này nụ rất là to và nụ nhiều nha quý chú chị, cây rất là khỏe luôn. Cây này chủ yếu là mình lặt lá thôi. Cây này thì bữa rằm hay hoặc là mùng 10 lẽ nào mình lặt dừa hết chú đây. Dạ, cái này thì tầm nụ này chắc cỡ 12 dừa. À, 12 là dừa luôn ha. Dạ. Thì cái cây này chiều cao cỡ khoảng thước rưỡi cô chú anh chị ơi. Xương cành thì đặc luôn. Cứng cây luôn. Như là ở phía dưới thì nó đang có hiện tượng xù ở dưới đây. Thì có cây, cũng cây có giảo mà có hình thù nè, cũng nhầm cây nha. Yeah. Cây đôi khi nó cũng có vậy. Cái tán ngang này tầm cỡ thước 2 của chú anh chị. Chiều cao khoảng 1,5 m ha. Nhìn cỡ 1,5 m, tán ngang cỡ thước 2. Tôi chỉ xây một vòng cho cô chú anh chị các bạn mình xem được bạn. Sắp tới thì chú Đen sẽ siêu tầm hình thú để phục vụ cho quý cô chú anh chị các bạn mình trong dịp Tết nha ha. Mai vàng hình thú giảo như thế vậy, nụ to thì không to với chú anh chị, xương cành là đặc luôn của chú anh chị, khỏi chê luôn. Cái này được cái nữa lùng lực của chú anh chị, lực mà tầng thông luôn, cái này là tầng thông vuốt đều gan luôn á. Này bột tốt nè quý chú anh chị, ở phía dưới thì nó hay lắc chút xíu ha. Này còn thấy là do cái gốc nó hiện xù, cái này nó cũng có cái nhầm cây, cũng có cái hiện tượng nhầm cây, nó cũng lên xù trước á, nhầm cây á. Anh chị ơi, thì cái bộ rễ của cái thú này là tuyệt vời nha cô chú anh chị. Chú quen dòng cho quý cô chú. Dạ, nó có chân đầy đủ hết cô chú anh chị. Phía trước hai chân đầy đủ nha cô chú anh chị. Dạ. Rất là tuyệt vời. Cái này hơi lắc tí xíu nha cô chú. Lắc là phải cái dáng hình thú luôn, thú nó phải lắc gì nó mới đẹp. Cái này khó khăn cho hắn cắt ngoài hết chứ đây. Cỡ cỡ 10 đi. Mình có công với thước hồi nãy thì mới lên nha. Yeah. À, đây đây có. Rồi chú đo cái thóc đây để em cháu đo nghe cô chú anh chị. Rồi thóc thân nó 12 cô chú anh chị ơi. Thóc thân là 12 luôn. Dạ. Yeah. Em cháu đo luôn cái quạnh eo ơi. Eo này nó tới 17 cô chú anh chị ơi. Vậy là dạ, vậy là mấy cây hôm qua là tính cũng 17 á chú. Mà mình kêu người ta kêu mình đo bán rồi mình đâu có biết đường đo. Nè 17 nè. Bên eo 17 cô chú anh chị ơi. 17 nhưng mà tính 17. Tính 17 thôi. Dạ. Mình đo cái lưng dài của con thú luôn cho nè. Học cho nên nói lên trên tí xíu rồi. Nghe có cua này ha. Nghe cua. Nghe cua đúng. Rồi tới cái đường nó luôn. Tầm khoảng 15 cm đi ha. 16 cm. Nếu đo cái rễ cái đuôi ngoài này có cái đuôi này luôn thì 20. Rồi chú đo cái củ đặc, cái hành đặc của con thú á. Ngàn ha. Ngàn chứ được. Ngàn 27. Ngàn 27 ha. Dạ. Yeah. Dài của cái này cũng dài cũng nhiều ạ. Dài này cũng 27 luôn á. Khoảng 2 tấc 7 ha. Dạ, 2 tấc 7, tức là mỗi chiều ngang chiều dài cái bộ rễ này cô chú anh chị. À, hai cái độ tròn như này. Tổng cái củ đặc của nó. Dạ, cái này chọn. Cũng bự ạ. À, cái bộ rễ này nó ăn ra là nó giáp muốn giáp mấy bồng của chú anh chị, đo là đo trên cái mặt mình ấy ra thôi chứ còn nó còn bự lắm. Hảo hảo phía ngoài. Dạ hảo hảo nha cô chú anh chị. 90 á cô chú anh chị ơi. Phía ngoài thì 90. Dạ 90 á. 90. À, mình xây vòng cho quý cô chú thì các bạn mình xem cái có nét cái con quái thú như chú anh chị. Có cái đuôi như này hả? Cái thú này về chơi mình để trước cửa là cái nếu mà cái cây này tầm lên khoảng 30 là tuyệt vời của chú anh chị. Whip luôn, thuộc whip luôn. Cái chân này nó dài là đụng ra tới mí này nghe cô chú anh chị, đụng hết chân luôn á. Mỗi chân đều đụng hết.
Cái này hình như là nó đủ chân luôn, rồi dạ đủ đúng là chân có luôn. thể là dư luôn. Cái Cây này xương hình như cành đặc biệt là xương cành đặc luôn của chú anh chị. cây hiện tại đang có lũ rất là nhiều. Đây. À, này cũng như hai con thú, cái này là cây số 1 của chú anh chị. Cây số 1, số 1. Để rồi tiếp tục là cây hình thú số 2 của chú. Rồi cây hình thú số 2 của chú anh chị. Đo chiều cao luôn đi. Cái đo chiều cao nghe cô chú anh chị. À, chiều cao là 120. Khoảng 1m2 đi. Thì cái thứ chữ đó mình cỡ đó 1m2 đi chứ ra. Dạ, cỡ 1m2 đi, chiều cao 1m2 của chú anh chị ơi. 8 ngàn, nếu như mình tràn ra là khoảng 1m5 á. Nó mới giữ tại vì ngắn nó còn lớp vô. Mét rưỡi luôn cô chú anh chị, mét rưỡi. Chiều ngang mét rưỡi. Tay tròn luôn chú anh chị. Tròn vo luôn, đặt quẹo luôn cô chú anh chị. Rồi, chú xây dầm luôn. Này cứng càng luôn cô chú anh chị. Cái này nói chung là nụ rất là nhiều nữa chú anh chị, chú lên còn cái quay nụ cho chú chú nữa bạn được xem á. Tàn tròn mà chi cành thì gan luôn. À, lùng lực luôn, cái này che tầng thông là quýp luôn của chú anh chị. Cái này lùng lực nè, ở đầu dâu đường chuột luôn. À, có chân đầy đủ nghe cô chú anh chị, đây cháu quay cho cô chú anh chị mình xem. Đây chân là ok hết của chú anh chị. Cái này lực ha. Lực. À, ok hết. Ở phía trên thì cái tượng nhỏ hiếu nha cô chú anh chị. Nếu mà phía dưới thì cái tượng cái góc này nó rất là to luôn. À, để em cháu đo thử coi nó cái thoát thân của nó của chú anh chị. Thoát thân của nó có 8 người của chú anh chị. 8 cm. Độ chiều dài luôn. Chiều dài của cái này là 22 người của chú anh chị. Chiều dài 22. Dạ. Chiều ngang thì nó cũng hơn 30. Mười bảy, à, cái cổ thân là 17. Dạ. À, mình chạy vòng lên cái này. Cái này hình này là hình cái con cá sấu của chú anh chị. Cá sấu hay cái dài chút xíu ha. Dạ. Hay quái. Quái. Tay cành một có tầm khoảng 5-6 cm nữa chú đi. Đo thử đi chứ. Đo thử. Sáu. Yeah. Sáu. À, chi tàn là phân đều gan của chú anh chị. Rồi quý cô chú anh chị ơi, cặp hình thú này em cháu giao lưu là 2,2 triệu của chú anh chị ơi, bao ship tuyệt vời luôn. Dạ. Rồi quý cô chú anh chị ơi, tiếp tục đem cháu có lên hai cặp mai sữa rễ của sùng nuôi Singapore của chú anh chị. Thì một cặp thì quýp, một cặp thì tầm trung của chú anh chị. Đầu tiên vào cây số 1. Cây này thì rễ đặt luôn của chú anh chị. Đặt củ rễ luôn. Mình tiếp tục là cái cây số 1 mã số 2 đi. Đây cặp hình thú đó. À, tính chung luôn sao chứ này. Dạ không, cái hình thú đó mình tính riêng đi, còn cái rễ này thì mình tính qua cái sữa rễ đi chú. À, tính qua sữa rễ đi ha. Dạ. Rồi qua sữa rễ cái cặp số 1, cây số 1 của chú anh chị. Quá tuyệt vời củ rễ này luôn. Đặc biệt cái sùng nuôi Singapore nó lên bể cũ nha cô chú anh chị. Mình trồng khoảng chừng hai mấy tháng rồi cô chú anh chị mình thấy là nó lên cái giống như cái bình tích ở dưới gốc này, nó phình lên củ bự luôn nè. À, mình cho cô chú anh chị được quẹn biết là cái cây này được bao nhiêu rễ. Đếm thử cái cây này thì nó nhiều quá. Khoảng 30 cộng. Dạ. Mình bắt đầu từ đây đi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 cộng. À, 29 cộng nhưng mà còn phía dưới nè. Thì còn nhiều lắm, giờ mình đếm chỉ sơ lược thôi. Cái này chiều cao là khoảng là 8 tấc luôn chứ anh chị. Dạ, cái 8 tấc chiều cao của chú anh chị. Mà chỉ cần nếu đều nếu cái cây này về mình không quên lại cũng được rồi. Cái à, nữa nó giờ nó ra thì yêu cầu cái nhánh nó khoảng ngón út là cái cây này ok, đặt tàn. Rồi mã số 1 của cặp số 1 của chú anh chị, của mai sữa rễ.
số 2 cô chú anh chị, cây số 2. Cây số 2 cũng hay số 1. Cây này thì chiều cao nó cũng cỡ 8 tấc cô chú anh chị. Và đặc biệt con cái mai xù Singapore của chú anh chị, nó lên củ nè. Sau này nó bự chút xíu là cái củ cũng như cái củ sứ của chú anh chị, đẹp tuyệt vời luôn, củ lên vàng như màu như nghệ luôn. Cây này cũng tầm cỡ 20 công ghế. Điều ngang dai của chú anh chị 20 có trên. Cặp này là củ là đặc luôn. Dạ, yeah, đặc củ đế luôn mà lên cái bộ bể củ cũng đẹp luôn, mà lên cái củ này cũng mạnh luôn nè. Cái sù Singapore vậy đó nghe cô chú anh chị, nó lên cái bể củ ngặt lắm. Rồi, cặp này em cháu vô cặp số 1, này em cháu vô lưu 400 của chú anh chị, bao ship. Hiện tại cây gì bên vườn của chú là cũng như là hay ít lệ ha. Hết chứ, hết luôn á. Dạ, yeah, bữa nay còn hai cặp này là vét vườn luôn rồi cô chú anh chị. Vườn để mình ăn Tết ha. Dạ, yeah, vét vườn ăn Tết cuối năm rồi. Cái này thì tầm trung của chú anh chị. Rồi, cặp số 2, cây số 1 của chú anh chị. Cây này chiều cao khoảng 7 tấc ha. Dạ, yeah, 7 tấc. Hai cặp số 2, cây số 2. Con rễ này cây này cỡ 6 tấc cô chú anh chị. Cái bộ rễ này cũng ngặt lắm nha. Vì đó chứ cô chú anh chị nó đẹp lắm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cũng 11 12 cộng rễ của chú anh chị, 11 cộng rễ ha. Thế gì chứ nữa nó lớn lên là tuyệt vời nha, nó cũng đặc quẹo hết đó cô chú anh chị. Cặp số 2 này em cháu giao lưu là 250 của chú anh chị, bao ship. Em này lại nói đây nhỉ. Rồi cô chú anh chị ơi, thì ngoài ra em cháu có giao lưu mai chữ gửi tứ quý rồi cô chú anh chị. Đó mình quên lên nữa tàn đẹp lắm chứ. Cái này là những chú đó mình đầu vô đi chuột quá ha. Nhờ cái quên lại tàn đẹp lắm, lên là tàn thông không. Đúng rồi. Cái mai tứ quý này mỗi cây chiều cao là cỡ 4 tấc thì cô chú anh chị, hai gang mấy nè. Nhưng cái thân nó thì nó bằng ống hút và cái đầu đũa ăn á cô chú anh chị. Thì cái này mỗi cây trung bình thì tầm từ 10 tới 20 cọng rễ. Tứ quý thì nó cỡ đó cô chú anh chị, nhiều nữa thì nó không có. Thì ăn cây 60 ngàn với đơn hàng 5 cây thì em cháu bao ship cô chú anh chị. Tứ quý đây nè. Thì kế tiếp đem cháu có lên mai sữa rễ của sù nu Singapore nha cô chú anh chị. Nó nằm trong chậu chính mà rễ nó tràn viền. Nó lên thành cọng rễ hết cô chú anh chị. Mấy cây này ít nhất cũng 15 tới 30, 40 cọng rễ cô chú anh chị. Tuyệt vời luôn. Rễ là đều đẹp, đều ngang dai hết luôn. Là hiện tại là mình chưa cắt rễ kia ha. Dạ chưa. Mà mình để gì mình chơi luôn nữa, rễ kia tự quỷ cũng ngon. Thời gian sau, tự dạ. Cái này bây giờ mình chơi theo cái thời đại của chú anh chị ơi, thời đại 4.0 mà chơi gì nữa mới lợi người ta. Cái tầm chung chung sau này nó không có quyết bằng tao đâu. Cái ngày nó có tiến bộ á. Cái cây này thì chiều cao cỡ 1 gang 2 gang á của chú anh chị, mỗi cây cỡ 2 gang. Thì mấy cây này thì em cháu giao lưu là một cây 70 ngàn. Với đơn hàng 5 cây thì em cháu cũng bao ship của chú anh chị. Càng ngày mình làm cái cây càng đẹp để mục đích là mình phục vụ cho quý cô chú anh chị các bạn mình ha. Dạ. Yeah. Đây cô chú anh chị, bộ rễ cây nào cũng vậy cô chú anh chị ơi. Cây này nó thuộc gì siêu quýt không à. Nó không còn chung chung mấy lúc trước nữa. Thằng lên clip nào thì cô chú anh chị các bạn mình ủng hộ clip nấy. Yeah. Đó. Thì cái muốn cho cái bộ rễ mà nó sáng nó đẹp đó cô chú anh chị, thì ở đây em cháu cũng có chia sẻ cái loại thuốc mà 3 số 7 nè, nó chuyên dùng cho mai nè. Mai nào cũng được nha cô chú anh chị, mai bự mai nhỏ cũng vậy hết. Nếu mà mình sử dụng cái thuốc này đó thì cô chú anh chị cái bộ rễ mai nó đồng đều và nó chắc rễ, nó mau phình củ. Đặc biệt là bên, nếu bên sù Singapore sau này nó sẽ lên cái bể củ và cái củ nó nổi lên rất là to. Ở đây em cháu cũng có giao lưu, cô chú anh chị nào cần xài thì em cháu cũng có chia sẻ cô chú anh chị. Này mình phun tưới gốc đều được hết chứ đi. Phun tưới gốc đều được, mình trộn tất cả các loại phân thuốc khác đều được hết. Như cây này tầm chắc cũng cỡ khoảng 30 cọng rễ. Cứng hết cô chú anh chị. Thì ở đây em cháu cũng có giao lưu cái mai sữa rễ sù nu Singapore nha cô chú, mai con giống của sù nu Singapore của chú anh chị ơi. Thì một cây 10 ngàn với đơn hàng 300 ngàn thì em cháu bao ship. Ở đây em cháu có chia sẻ cái thuốc mà kích rễ này của chú anh chị. Thì cô chú anh chị này muốn làm cái bộ rễ đạt như thế này thì đây em cháu cũng có chia sẻ cho cô chú anh chị mình chơi. Và sẵn tiện đây thì em cháu
Nói như vậy em cháu nói cô chú anh chị mình ăn bộ rễ ra gì cũng chưa hết nữa. Ở đây em cháu vũ luôn găng cây cho cô chú anh chị mình xem thực tế. Đúng lắm. Yeah. Nhưng bây giờ bình thường nếu mà về mình dạch ra gì mình cũng không có thấy rễ gì nhiêu. Nè, nếu mà ấy hết gì cũng chưa thấy rễ nhiêu. Nhưng mà vũ găng cái cô chú anh chị mình mới thấy. Cái này cái khủng luôn chứ. Mỗi một cây đó bao của chú anh chị mình từ 15 tới 30 cộng 40 cộng không cô chú anh chị. Tuyệt giờ về để mình chơi cho nó vui. Nè, cô chú anh chị mình thấy không? Tuyệt vời luôn. Tuyệt vời luôn, cây này tầm 30 cộng rễ của chú anh chị ơi. Thì thấy nó như thế này ha, nhưng mà vũ ra em cháu lật lên cho cô chú anh chị mình xem cái bộ rễ của nó. Cô chú anh chị mình thấy nè, không cây nào dưới 15 rễ nha cô chú anh chị. À, cô chú anh chị mình thấy nè, nó từng lớp luôn, cô thấy anh chị. Nó cái dạng tuyệt vời luôn cô chú anh chị ơi. Cô chú anh chị mình thấy đẹp tuyệt vời luôn. Còn chưa chú. Thì bình thường mình thấy dạch ra gì mình thấy tính là ít rễ, nhưng sự thật ra đây thực tế cho cô chú anh chị mình thấy, nếu cái này vũ ra cô chú anh chị mình thấy nó khủng luôn, tuyệt vời luôn. Dạ. Dạ rồi quý cô chú anh chị ơi, thì thời gian qua vừa qua em cháu cũng có giới thiệu xong vài cái mặt hàng mai sữa rễ của chuồng nuôi Singapore nhà của em cháu. Thì thời lượng video đến đây nó cũng tạm xong. Và đang cũng cuối năm đầu năm mới, đang cũng xin mến chúc quý cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe, luôn luôn gặp được thật nhiều điều may mắn. Đem cũng em cháu cũng không quên xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị trong thời gian qua đã ủng hộ cho em cháu rất là nhiều. Năm mới em cháu xin mến chúc quý cô chú anh chị làm ăn phát tài và tiền vô như nước. Và em cháu xin chào. Cảm ơn chú Đen rất là nhiều. Dạ. Dạ rồi quý cô chú anh chị, thì hôm nay Toàn có đến vườn của chú Đen, và hôm nay chú Đen có giao lưu cùng quý cô chú anh chị các bạn là một cặp mai hình thú ha. Sau đó thì cũng là một số mai sữa rễ đế nơm của tứ quý và sườn nuôi Singapore. Dạ, Toàn rất mong quý cô chú anh chị các bạn ủng hộ cho chú Đen ha. Mọi địa chỉ và số điện thoại của chú Đen Toàn sẽ để đầy đủ bên dưới phần mô tả cho quý cô chú anh chị các bạn mình biết liên hệ với chú Đen mua cho mình những cái mai đẹp. Còn bây giờ Toàn xin khép lại cái video. Nhà cố bây giờ Toàn xin mến chúc quý cô chú anh chị các bạn gần xa trên mọi miền đất nước luôn được nhiều sức khỏe và gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống và cũng như công việc ạ. Năm mới Toàn gửi lời chúc tốt đẹp đến tất cả quý cô chú anh chị các bạn gần xa, làm ăn luôn thành công và luôn luôn gặp nhiều điều may mắn ạ. Nhà Toàn xin chân thành cảm ơn rất là nhiều. Dạ, còn đây thì mặt kho của lũ của sườn nuôi Singapore những chú anh chị. Cây này chú Đen lật lá hôm ngày cũng nửa tháng rồi. Cây này nói chung là nụ chùm chùm luôn chú anh chị. Còn đồ sụ của cây này.